bốc thăm trốn nước Lào. Khoa đã chọn một cái điệu múa dân hoa, nó rất là phù hợp cho đợt SEA Games đang diễn ra. Vì cái điệu múa dân hoa này theo cái tập tục là nó đang cầu bình an, hạnh phúc và may mắn đến cho người xem. Bà đi xong rồi em nói gì nữa không? Dạ không. Ủa? Rồi em nói mình không nào? Giới thiệu đất nước mình à? Dạ em nói bà đi xong rồi em nói tiếng Anh, I'm from Việt Nam được không ạ? Em đang mặc trang phục của Lào thì em đang đại diện cho đất nước này để chào đón SEA Games mà. Dạ. Phần múa của em nó hơi dài, có thể mình hạn chế phần quỳ xuống. Em đi ra xong em tung bông tung hoa luôn, nó đẹp hơn. Dạ, em sẽ cắt bớt. Hô Lào thử coi, thử tập trước. Em chưa có coi cái câu mà tôi đến từ Lào mà tiếng Lào á. Sao bà đi là gì? Sao bà đi là xin chào. Ờ thì đó rồi, xin chào rồi Lào thôi. Xin chào Lào thôi hả? Ờ, Lào đó. Sao bà đi Lào. Với cả cái biểu cảm ấy thì mình duyên dáng nhưng mà bớt cái kiểu hơi ấy quá thì nó không phù hợp lắm với cái sự chào đón SEA Games, cái tinh thần thể thao đại diện cho đất nước. Dạ. Thử lại. Có lẽ là Khoa đã quá tập trung vào cái bài múa của mình. Mình nên tiết chế cái cảm xúc lại để cái phần trình diễn của mình phù hợp hơn, vì mình đang cổ vũ ý chí cho một cái tinh thần thể thao. Anh Khoa rất là đầu tư những cánh hoa bứt lên bứt lên, và Thủy tin chắc rằng cái clip của anh Khoa sẽ rất là đẹp. Bye đi Lào, tốt hơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Được phát sóng vào lúc 20:15 thứ bảy ngày 28 tháng 5 2022 trên kênh VTV9, độc quyền trên kênh YouTube Uni Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.